Đi rồi. Trời, cái gì vậy trời? Có giá đó. Cưng mà. Ê mình đi đi rồi lát mình quay lại đi 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 để mày bỏ kìa. Ê trời, đẩy đâu rồi? Ê chị ơi, mua cho con chị không? Mua đồ. Mua mua trăm nè cái có đồ bộ mà. Bế tóc mình xài trăm vô. Ê tôi tính mua một cái nón lá nhỏ nhỏ vừa đỡ cái đầu. Đi về đó mà bây giờ. Không có cho, không biết chỗ mà tao chụp bài tranh là không có cho chụp hình. Không có cho chụp hình vô, nãy có người nói là chỗ mấy cái chỗ mà tao bắt. Mấy chỗ mà chụp hình thanh không có được chụp vô đó. Không có được chụp vô, không có được đứng như nó chụp. Tôi mới hỏi xong á. Đi vô trong kìa, nó mới đẹp kìa. Vô đi ngồi. Uống trà đàm đạo. Dạ. Dạ. Tuyệt vời chứ, đúng là bạn tốt mà. Chị vô đây nè. Ờ đúng rồi. Trời ơi. Không biết không? Người nhập ở nước ngoài hầu hương thì nếu sau cái điểm 17 cư dân nhập được lại được đời chăng quay về đất nhập và hiện nay là không có thành phần cư dân nhập sinh sống tại địa phương, nhưng mà các di tích của người nhà cổ Hội An như chúng ta thấy là vào Nhật Bản thì là chúng ta sẽ thấy thăm thì có ba bia mộ của thương nhân người nhập qua đời tại Hội An từ di tích địa khu 18 nhà cổ nằm về địa bàn thành phố thuộc của phường Tân An và phường Cẩm Trang nằm về hướng bắc và hướng đông bắc rồi là ở bộ sưu tập các cái gương đồng tiền xu của Nhật giai đoạn thịnh của Hội An đó sẽ tổng thư của người Nhật. Đây là những cái hình ảnh tư liệu cũ như các bạn thấy là các thương gia dòng họ cha gia người Nhật Bản từng sinh sống ở Hội An vậy giữa đầu thế kỷ 17 người ta vẽ mô tả một phần quang cảnh phố Nhật đó, một cái dãy phố nó nằm trên bờ bắc của con sông Thu Bồ thì chính là cái không gian được trong mô hiện nay, hoặc là một cái thương điếm, một cái cửa hiệu họ bày biển hàng hóa để kinh doanh, và cái phương tiện thuyền buôn được gọi là châu Á thuyền, thuyền những thời mặt của Nhật Bản sang Hội An ở Đông Nam Á, trong đó Hội An những lượng thuyền buôn của người Nhật Bản chiếm gần 30%, nên có những cái mối quan hệ rất là tốt đẹp giữa các chú huyện cái Đàm Châu và các thương gia Nhật Bản. Hội An thì có đều một cái mối đương duyên của một nàng công nữ triều Nguyễn tình là Ngọc Hoa, cái con đường mà khi từ cái điểm mà chúng ta vẽ tham quan đi nhập bờ sông đó là công nữ Ngọc Hoa Ngọc đến đây nàng công chúa Nhật Nguyễn lấy chồng thương gia người Nhật tên là Arati Sotaro sau này bà qua Nagasaki sinh sống và mất đi thì hàng năm ở Nagasaki có thể thì có lễ hội tái hiện lại đám nước của công nữ Ngọc Hoa của dòng người Việt ở trong sang Nhật Bản thì cái phương tiện châu Á thì chúng ta thấy là cái quan cảnh là cái hội ngành ngành sẽ lại như ở tháng 8 hàng năm trong chương trình ngày giao lưu văn hóa Việt Nhật thì cũng có tái hiện cả nước của công nữ Ngọc Hoa và thương nhân người Nhật Bản Sotaro ở đây. Cái không gian này thì còn có hoạt động là giới thiệu về nghi thức trà đạo. Thời gian trong ngày là 9 giờ buổi sáng và 4 giờ chiều. Các bạn cũng có thể thật là uống trà của người Nhật đã mấy cái lớn không gian giới thiệu về một số sản phẩm thủ công như là có hướng dẫn du khách làm là mặt nạ vải mặt nạ bằng tên người Việt tự trang phục yukata kimono thì bản như thì có một giấy origami. Không gian tầng hai của căn hộ này có giới thiệu các sản phẩm từ một số địa phương của Nhật Bản thì là các sản phẩm sử dụng trang trí rất nổi tiếng và sản phẩm bánh các loại mì từ Nhật Bản của Việt Nam.
Phải đi. Không biết xe đỏ có lên được tới đây không? Tới bến là bắt lại bộ cho đây. Ôi ôi. Ê, nhưng mà nhìn nó không giống thiệt cho lắm. Nó cũng đó. Ủa thầy đói hả thầy? Đói. Ủa mới ăn nãy mà. Trời cái đồ ngon. Chừa bụng để đói. À thì ra là có ý đồ. Là đói có ý đồ chứ không phải là đúng giờ. Đụng đầu nha cả nhà ơi. Ơi 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 thấy ghê vậy. Sợ nha. Ơi lên đây chụp ở ngoài này nè, chụp ở ngoài này chụp xuống á. Kìa chụp cái này kìa. Chụp ở trên này chụp xuống nè, đẹp đó. Thầy đang đẹp rồi, thầy đứng lại nó chụp cho thầy. Hả? Thầy đấy đang làm đấy, thầy đang đẹp mà. Chú cũng đẹp thầy nè. Tụi bà xuống. Khó vậy. Có ai dưới không? Kêu chụp hình cho mình ơi.